Muốn kể cho em nghe bao nhiêu là điều mà không biết em sẽ yêu lòng này bao nhiêu. Về ký ức và những câu chuyện tình yêu, nhưng nói chung là anh lỡ yêu em anh rất đã nhiều. Đi một phần ba cuộc đời mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi. Nhiều lần muốn đôi chân dừng lại nghỉ ngơi, do anh khó hay cuộc đời khó em ơi. Muốn kể cho em nghe bao nhiêu là điều mà không biết em sẽ yêu lòng này bao nhiêu. Về ký ức và những câu chuyện tình yêu, nhưng nói chung là anh lỡ yêu em rất nhiều. Có vẻ ai đó đang buồn. Con vừa mới chia tay người yêu rồi. Chú làm sao vậy? Chú không sao. Tôi cũng chẳng hiểu mình sao nữa. Nhưng nói thật là tôi quá sốc. Tại sao nó lại có thể nói chuyện đó với tôi chứ? Một kẻ mà có lẽ nó cũng ghét cay ghét đắng như tôi ghét nó vậy. Chú Lâm, chú Lâm, chú có muốn lên nhà con chơi không? Hôm nay chị Trúc còn có nhà đó. Cháu nói vậy là có ý gì? Còn là gì nữa? Cũng một tuần rồi mà. Không phải là chú đang rất thích chị Trúc à? Thì chú phải thích gặp chị Trúc con lắm chứ. Chú nghĩ bây giờ chị cháu không muốn gặp chú đâu. Vì hôm trước chú đã bỏ rơi con ở nhà hàng á hả? Riêng chuyện đó chị Trúc không bao giờ biết. Cháu nói vậy là sao? Chú chậm hiểu quá vậy. Thì tức là Thanh Mai không bao giờ xấu tính như chú nghĩ. Và đặc biệt là con không bao giờ mách lẻo. Sốt ruột. Vậy tóm lại là chú có lên nhà con không? Chú có 2 giây để suy nghĩ. Một. Có. Biết ngay. Đi. À, khoan đã. Chuyện hôm nay con giúp chú là gì? Chú Lâm hôm nay đã đưa con về. Và dì cảm ơn chú đã trả tiền giùm con ở khoảng lặng. Thế thôi, còn sau hôm nay Thanh Mai sẽ trở về là Thanh Mai và chú Lâm. Chú mà muốn tán chị Trúc con vẫn phải hỏi qua con. Ok. Đi. Chú Lâm, chú không đi còn đứng thần người ra làm gì? Mẹ ơi,
Chú Lâm tới chơi ạ. Lâm đến chơi đó hả con? Dạ. Con chào cô ạ. Cô ơi, Thanh Trúc có nhà không hả cô? Có đó. Hôm nay có nhà đó. Con vào đây ngồi chơi xong rồi cô vô cô gọi nhé. Dạ cô. Trúc ơi. Anh Lâm. Thanh Trúc hả? Ừ. Anh uống nước đi. Dạo này công việc của anh như thế nào? Tôi vào nhà với sự chào đón nồng nhiệt của bà Thanh và sự vui vẻ của Thanh Trúc. Riêng cái con nhỏ Thanh Mai, nó đưa tôi vào nhà rồi bỏ thẳng vào phòng, ở lì trong đó cho đến khi tôi về cũng chẳng thèm ra chào một câu. Mà thôi, dù sao thì hôm nay tôi cũng biết ơn nó rất là nhiều. Không ngờ tôi lại nghĩ xấu cho nó như vậy. Tôi thấy tiếc vì mình đã bỏ lỡ hẳn một tuần không liên lạc gì với Thanh Trúc. Cũng may cô ấy không trách gì tôi cả. Mà bù lại, thấy tôi đến chơi, cô ấy và mẹ còn tiếp đãi vô cùng nồng hậu. Nói thật, ngay lúc này tôi ước gì mình có thể trở thành rể nhà này. Dân, dạ. Ôi, tiến triển tốt hả chị? Dạ, vậy là mừng cho hai đứa quá. Dạ Dân ạ, à. Dạ, em chào chị ạ. À. Dạ, 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 em chào chị. Ồ, Lâm về rồi. Con chào mẹ. Nè, ôi, mọi chuyện tốt đẹp hả con? Mẹ nói vậy là có ý gì vậy? Ừ, ý tứ gì nữa. Bà Thanh vừa điện thoại cho mẹ, con vừa từ nhà bà ấy về. Con đến chơi với Thanh Trúc phải không? Cũng gần là vậy mẹ. Mà thôi, đã có gì đâu mà mẹ mừng quýnh như vậy rồi à. Tại sao không mừng? Nè, mẹ nói cho con biết nha. Mẹ ưng con bé đó nha. Con mà không lấy con bé đó là đừng có trách mẹ đó. Alo. Thanh Trúc hả? Em đã ngủ chưa? Tối hôm đó tôi đã điện thoại nói chuyện với Thanh Trúc. Và nói chuyện gần một tiếng đồng hồ. Tôi không biết tại sao tôi lại có thể nói được nhiều chuyện đến như vậy. Mặc dù chỉ toàn là chuyện công việc mà thôi. Nhưng dẫu sao, được nghe giọng nói ngọt ngào và êm dịu của cô ấy là tôi vui lắm rồi. Đặc biệt lại không sự chen ngang phá đám của con nhỏ Thanh Mai. Có lẽ nó giữ đúng lời hứa, thả cho tôi một buổi hôm nay. Bắt đầu từ ngày mai, nó lại trở về một con bé khó ưa đối với tôi. Ước gì thời gian ngừng trôi. Tôi đến công ty với tâm trạng vui vẻ và sảng khoái. Tại dư âm của ngày hôm qua vẫn còn tràn ngập trong lòng tôi. Bước vào phòng làm việc của mình, tôi buộc miệng hát du dơ mấy câu hát. Mà giờ nghĩ lại, có khi nghĩ nát óc tôi cũng chẳng thể nhớ nổi chúng là gì. Vì lúc đó hình như tôi hát bịa lời thì phải. Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay, Thanh Trúc ơi nàng làm ta mê say. Bởi có bao giờ tôi hát hò gì đâu. Đi nhậu nhẹt, đi quán bar hay karaoke nhiều cũng vậy. Nhưng có bao giờ tôi cầm mic hát một bài đâu. Toàn uống rượu, cổ vũ nhân viên mình thôi. Và đặc biệt tôi hát rất là tệ. Có lẽ đó mới chính là lý do. Cà phê của sếp đây ạ. À, anh cảm ơn nha.
Hôm nay có chuyện gì mà trông sếp vui vậy? À, có chuyện gì đâu. Vậy đem dọn bàn cho sếp nha. À thôi, hôm nay không phải dọn bàn, cứ để đó cho anh nha. Hiếm khi thấy anh vui như vậy á. Bình thường buồn nhiều mà, hôm nay vui một hôm đi. Vậy em xin phép à? Ừ, em ra ngoài đi. Thanh Trúc Thiên Lâm. Thanh Trúc Thiên Lâm. Tôi yêu nàng nên vội vàng lên tỉnh đi tìm theo học đàn. Sau một năm trời ơi, đúng là yêu và có khác, yêu đời dữ. Người em gái ngày ấy đã đi rồi. Hôm nay yêu đời dữ ta. Ơ à. Sếp. Cậu xuất hiện như ma. Dạ. Sếp ơi, sếp có chuyện gì mà vui dữ vậy? Này. Dạ. Đừng để ai biết chuyện của tôi nha. Nếu như mà có ai biết hả, thì cậu coi chừng với tôi đó. Ôi trời ơi, chuyện sếp có người yêu cả công ty biết còn không sao, huống gì chuyện sếp hát dở. Cậu nói cái gì? Sao lại cả công ty biết là sao? Dạ sếp bớt nóng à. Chuyện là em lỡ miệng nói với bà Tám Ú ác cái đúng chuyên môn của bà đó, vậy là cả công ty đều biết. Mà sếp ơi, cả công ty không ai tin đâu. Phải rồi, ai mà tin được Lâm công việc như tôi mà lại có bạn gái chứ. Dù vẻ bề ngoài tôi rất đẹp trai và cũng là một mục tiêu lớn của nhiều cô gái, tôi không phải tự khen tôi đâu. Mọi người nói với tôi vậy đó. Sếp chuyện của sếp tới đâu rồi? Thì cũng chưa tiến triển lắm. Chưa tiến triển? Nhìn mặt sếp rạng rỡ vậy, em dám cá chắc là sếp đã có một chút thân mật với cô ấy, hoặc là ít ra sếp cũng nói chuyện được nhiều với Thanh Trúc đúng không? Cậu thì cái gì cũng biết hả? Em biết mà. À dạ, em biết mà. Nhưng mà nè, cô Thanh Trúc và tôi chưa có thân thiết lắm. Chưa thân thiết thì rồi sẽ thân thiết. Em sẽ giúp sếp và cô Thanh Trúc rút ngắn khoảng cách. Bằng cách nào? Cách đầu tiên là anh đã điên một phần ba cuộc đời, mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi. Nhiều lần muốn đôi chân dừng lại nghỉ ngơi, do anh khó hay cuộc đời khó em ơi. Muốn kể cho em nghe bao nhiêu là điều, mà không biết em sẽ yêu lòng này bao nhiêu. Về ký ức và những câu chuyện tình yêu, nhưng nói chung là anh lỡ yêu em rất nhiều. Anh đã đi một phần ba cuộc đời, mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi. Nhiều lần muốn đôi chân dừng lại nghỉ ngơi, do anh khó hay cuộc đời khó em ơi. Muốn kể cho em nghe bao nhiêu là điều, mà không biết em sẽ yêu lòng này bao nhiêu. Về ký ức và những câu chuyện tình yêu, nhưng nói chung là anh lỡ yêu em rất nhiều. Nhưng nói chung là anh lỡ yêu em rất nhiều. Không được đâu, không được đâu. Đi vào.